Đoạn clip lưu lại một loạt hành vi trong cơn nóng nảy của người lũ ông đi ô tô. Bị chắn đường, người lũ ông xuống xe, giơ chân đạp đổ chiếc xe máy vào sạp hàng tiếp nối quay vào ghế lái. Chủ sạp hàng tức giận, ra đứng trước mũi ô tô thủ thỉ phải trái. Song người lũ ông vẫn cố thủ trong xe, thậm chí nhấn ga đâm vào người phụ nữ. Chưa tạm dừng ở đó, anh ta thường xuyên xuống xe, xả thân dọa đánh chủ sạp hàng. Người lũ ông chỉ thẳng mặt đối phương, tỏ vẻ bực tức. Trong khi đó, người phụ nữ trong xe thản nhiên bế con xuống mua đồ ở siêu thị bên cạnh, không mảy may can thiệp vào cảnh xích mích này. Người lũ ông giơ chân đạp thẳng xe máy chắn đường, nhấn ga hút lung lung người phụ nữ giữa chợ. Vụ việc xảy ra sáng nay ngày 8 tháng 10 tại một khu chợ ở Hà Nội. Hành xử của người lũ ông đang bị dân mạng chỉ trích. Anh ta hung hãn quá, hành vi vừa hống hách vừa nguy hiểm, và đúng là cả giận mất khôn rồi. Chưa thể lũ ông mà đánh phụ nữ thì chẳng liệu có còn gì khác để nói, thành viên Xuân Mạnh nhận xét. Dù rằng chiếc xe máy dựng cũng không được gọn gàng cho lắm nhưng hành vi đáp trả của người lũ ông là rất thô thiển, thiếu văn minh, một người khác bình luận.